rồi là nói đầu tiên uh, cho nguyên xin được um, cái lời chào đến cô chú anh chị em mình ha thì uh, ở đây là nguyên có một cái cây mai uh, cô chú anh chị em mình đó thì em um, gài mình đã cũng đã nói với, uh, mà nhiều làng này thì mình ba dắt tối thì nó cũng mát mẻ thì mình uh, dọn lại luôn uh, rồi mình uh, ghép luôn thì uh, cái này là mình để ngoài trời nha mọi người đó để mình nguyên sẽ tiến hành nguyên cho mọi người xem tại cái này đậy là giải lại là để mà che nắng thôi rồi cái gốc mai này mọi người nhìn nó cũng ngu nặng khá là đẹp thì cái này mình ghép uh, siêu bông mình lại nha à thấy không mọi người nhưng mà cái man này có bị lỗi ngay cái này nè để uh, nguyên cho mọi người xem nó đây nè thấy không thì uh, ở đây là chỉ uh, vấn đề đây là nguyên chỉ thoa keo mấy tiếng thôi là mọi người nữa, cho nên là nó bây giờ nó đã kéo sẹo nè thì cái này uh, mình mấy uh, tiếng thì nó an, an toàn nhất thôi. còn như trên đây mình uh, nó xù lên nè mọi người này mình uh, cũng uh, thọ keo để cho nó mau liền thì nó cũng uh, đi năm phần trăm thì cái này nó có những cái tai cạnh của nó nè, nó giờ nó nó phì lên nè. Rồi mình bắt đầu mình à, cắt bỏ rồi, đó. Rồi thì ở đây nguyên sẽ chia sẻ cho mọi người về cái cách chăm trong quá trình chúng ta ghép ha. Thì xì ra nè, mọi người thấy không đây nè, nguyên cho mọi người xem nè. À, tại vì cái này nguyên cũng ghép hơi dội á mọi người nè, nó xì nước ra nè. Thì xì nước ra như thế này đây thì à, tại vì mùa mưa mà. Thì à, cái chất trồng nó ẩm ướt. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cây nó hút nhựa rất là mạnh, cũng nước rất mạnh. Thì khi mà cắt mà ghép sớm quá đó thì nó đồ đù đùng nước lên nó làm cho hư cái chỗ mà vết mà chúng ta mở ra thôi chứ cũng không có gì ha. để nguyên uh, mở ra cho cho mọi người xem đó. thì cái này mình ghép uh, là ghép uh, bonsai thì hôm nay nguyên chia sẻ uh, cái uh, cái uh, kinh nghiệm ghép thôi, cái kinh nghiệm mà để chúng ta ghép phân chạy mà cạnh thôi chứ mà uh, ghép thì uh, hình như là mấy anh em biết hết trơn này ha ít nhiều cũng biết rồi à, Hoàng Nguyên cũng đã chia sẻ nhiều và mấy anh em trên mạng cũng chia sẻ nhiều rồi nó mở ra cho mọi người xem thôi mai mới ghép hồi tối tại vì tối mát mẻ mọi người thì cái mai này lúc đầu thì mình sưu tầm thì nó cũng khá là đẹp mình xả xuống sớm á mọi người nữa thì cái nửa cái bươi bươi này xuống rồi nè cái sư dừa như thế là tốt nè nó chưa có mà quay mục nè mọi người thì cái rễ nó đi sẽ mạnh đó đâu cũng có rễ hay mọi người cây này nói chung cái uh, form tàn rồi ô cái form của nó rất là đẹp nè thấy không nó nằm ngang lâu lâu mới mấy có con cây giống như thế này mọi người phải nói tới đây thì mấy nhiều anh em nói thì, thì có thể là nhóc ra tại nhưng mà nguyên ít thấy nguyên thì ít thấy nó. cái này tới ba mấy quà năng bự lắm to lắm nha hàng này đã mấy người chơi mấy đẻ này thì ở đây á mình sẽ tiến hành mình phân tích để cho cô chú anh em mình nắm và cái biết có thêm mấy kinh nghiệm nè thì đối với cái mai này thì nó có hai cái chi một cái nằm thì ở đây mình ghép bốn bo bốn bo này là một cái bo là quan trọng nhất nè hai cái bo quan trọng nhất là mọi người bo dưa bo trên và bo dưới nè thấy không đó à, thì cái bo trên á và cái bo dưới này nè thì cái bo dưới thì khi mà ghép ghép á thì nó rất là dễ mọi người nhưng mà mình ghép mà để mà định hướng mà sau này á thì chắc chắn mình nghĩ là chắc cái này phải có cái nhiều cái kinh nghiệm chứ tự nhiên cái khi mấy anh em mới biết ghép thôi mà mấy anh em đâu có tập thành đâu có biết cái được được cái kinh nghiệm như thế nào đâu, đúng không? Này phải đòi hỏi phải có có cái kinh nghiệm để làm cây lâu thì mới biết được đó mọi người. Thì ở đây nguyên ghép là bốn bo tại vì cái này cái cái, cái quành này chắc cỡ hai chục quá thì để cho nó kéo sẹo mau thì mình ghép hai bên nè nó một bên đây nè và bên đây là hai cái sẽ đi về hướng hướng này nè mọi người đó hai cái bo này nó sẽ đi về hướng này hai cái bo nằm, nằm ở phía giữa mọi người đây nè thì nó sẽ đi về hướng phía hai bên còn cái bo này á là cái bo lợp nè có thể nữa mà nó móc lên thì nó nằm ở đây nè mọi người nói hình dung ra ha nó mình lắc lượng ở trên ở phía trên này lợp đây nè có khoảng trống từ đây tới đây nè thì mình sẽ lợp lên tới đây đó còn cái bo dưới này là cái bo quan trọng nhất nè bo dưới này thì à, cho cây nó chót xuống luôn nè mọi người thấy không này nè nọ thì nữa mà khi mà nó dính rồi hoặc là gì đó mình ta sẽ lắc lượng xuống đó mọi người thì à, cho nó thông xuống luôn thì cây này nó đẹp cây này được cái là nó lùng nó lùng mọi người nó còn hai nè thì thường nếu mà ghép hai bo thì chúng ta có thể đóng ngay chỗ này nhưng mà đóng ngay chỗ này nó không đẹp mọi người ơi mình thấy đóng 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 ngay chỗ này để để mà nó lọt xuống đây thì nó nữa nó xè thì nó không đẹp nhưng mà bo ghép hai cái bo tại vì ở ở cái trên đây xuống đây nè nó có cái bo giữa rồi thì theo cái cách ghép thôi thì mình sẽ tiến hành mình ghép hai bo đó ba bo ba bo trên đầu là để cho nó không phải mà nó mau liền sẹo mà nó là Ờ, nó dày tàn thôi phía cái lại là nó cũng có phần nào đó nó kéo sẹo mau thôi mọi người nè đây nè thì cái bo này á nữa nó sẽ về hướng bên đây nha nó nó sẽ về hướng phía bên này và cái bo này nó sẽ về hướng phía bên này để nó lợp thành rồi ở giữa thì nó hơi trống đúng không nhưng mà nữa nó quạt qua thì nó rất là dày và cái thứ hai nữa là ở cái phần dưới này nó có một cái bo nữa nó lạng lên thì nó sẽ tiến hành nó, nó lắp cái phần ở trên đây thì nó sẽ kín hơn đó còn cái bo này là quan trọng nhất nè mọi người nữa thì tùy theo mà chúng ta ghép thôi nó thì cái bo này là cái bo ngọn nè ha tại vì cái cây nó đang nằm như thế này thì cái bo ngọn thì có thể là nữa nó ra nhánh á mình đá về đây nhẹ một cái nè cho đi về nhẹ một cái nè mọi người nó ở đầu lắc qua đây tại vì bên đây nó, nó, nó hơi khuyết hơn nè nếu mà nhìn bên đây thì là mọi người thấy không thì bên đây nó hơi nè nó hơi uh, nhẹ nằm nghiêng phía bên này thì chúng ta sẽ lắc về bên đây để cho nó cân bằng lại thì à, cái này ra thì nữa là sẽ lấy một cái um, chòi á rồi bắt đầu lắc nhẹ vào đây móc lên nó đầu lắc tiếp thì em cái thì cây mai ta sẽ đẹp và cái cây mai ở trên cái điểm ngọn khi mà làm một cái dáng đổ thì trên cái điểm ngọn này nó không có được cao nhiều nha mọi người nó chỉ hơi hơi thôi đó lên à, nếu mà nhiều lắm là cỡ chừng 20 cm đó thôi đó, đối với cái 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 tay của nguyên này nó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta À, mà lợp cho nó màu thì cái kinh nghiệm này là kinh nghiệm mà để phân phối cái cành mà làm cái nhắn đổ cũng tùy theo mỗi cây Mọi người thì nguyên có cây mai này thì nguyên chia sẻ vấn đề này thôi đó mọi người thấy không mai này thì nói chung cũng khá là đẹp cái hàng đẹp, đẹp đó mọi người nó lắc lượng lắc lượng luôn nàng đẹp quá cái mai này nếu mà để chơi thì tuyệt vời ha rồi mọi người thì cái uh, nguyên sẽ tiến hành dắt mọi người đi cái đó là cái những cái chia sẻ mà kinh nghiệm của nguyên cũng tùy theo cây chúng ta chắc ta làm bữa nay nguyên sẽ tiến hành à, thấy một cái bông mà siêu bông mình lại đây nè mọi người đây là một cái mai siêu bông mình lại dáng đổ nè Ở siêu bông mình lại thì trong một trong cái giống nguyên thấy nó cũng khá là mạnh nha Và cái bông nó cũng đẹp hơi hỏng thì nguyên cũng đã dắt mọi người đi xem rồi đó một cái bông thì bây giờ nguyên sẽ tiến hành nguyên dắt mọi người đi xem một cái bông thứ hai nào mình lại đó giờ mình mới có test một bông được đó mấy người hồi đầu năm tới giờ á nha mọi người thì bữa nay là nó phùa ra form cánh nó chuẩn là nó tròn rồi nè mọi người à, nó tròn và nó cánh nè mọi người thấy không cánh thì nó gõ gàng một hai ba bốn năm này cho hai lớp cánh mà cỡ một hai bốn năm cỡ mười mấy cánh nè à, rất là đẹp mọi người nhị thì nó hơi ít hơn à, nhưng mà nó rất đẹp ha bao giống này giống siêu bông mà mọi người tại vì nó lên bông chùm chùm rất là đẹp luôn thì hiện tại giờ mình ghép bình lại nhiều đi theo giống hoài cũng mệt mọi người giờ ra giống nhiều quá hết đi đường đó mấy người thì ở đây nguyên cũng đã ghép một cái à, à, mà bổ sung nè à. này không có che lại luôn tại vì có nhánh cho nó lợp mấy người Hôm nay nó xì ra nè mấy người nè nó cái đọt nó, bắn ra đó mấy người thì như thế là ok ha đó còn là vô dây như nào mà phát triển rồi cái mình vô dây để mà cố định nó lại cũng như là à, định hình cho nó còn cái này nè mấy người cái nhánh này là yếu nè nhỏ nè nên mình thả một thời gian đi khi mà nó gượt kịp mấy kia thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình uống nó cái này rất, rất rất đơn giản luôn khi mà làm một cái cây mai mà các bạn cảm thấy cái cành nhánh đó đó nó không có phát triển mà bằng mấy thằng kia thì các bạn cứ thả nó giống giống như nguyên này mọi người thả nó cho nó phát triển tự nhiên này và những cái thằng khác mà nó đạt chuẩn rồi chúng ta cứ vô dây thì khi mà vô dây thì nó sẽ ức chế lại nó sẽ bị giảm cái tốc độ lớn của cây một phần cái thứ hai nữa là nó làm cho cái quá trình mà uh, cái cây cái nhánh đó đó ít phát triển hơn và mấy cái thằng mà nhỏ đó nó sẽ phát triển mạnh hơn nè thằng này nè thằng này thả có chừng tháng hai tháng nó mới ghép rồi mấy mấy uống được mọi người ơi để cho nó bự hơn mấy mấy kia mới được nè cái giống bình lợi thì nó phát triển khá là mạnh luôn á mọi người nó ăn dây vô nữa rồi nè thì uh, dây như thế này đây thì tầm khoảng uh, cũng không phải nói về thời gian đó mọi người thường thường hồi, hồi đó nguyên uh, chia sẻ mọi người thì tầm khoảng 3 tháng nhưng mà ở đây thì tùy theo tốc độ phát triển của cây chi nằm nó siết dây vô thì chúng ta mở ra được tại vì thì, thì tùy theo cái giống mà nó phát triển nhanh phát triển chậm đó giống phát triển nhanh thì nó phát triển rất là nhanh luôn thì nó mau ăn dây hơn nha đó quay một cái mặt bông để cho mọi người siêu bông mình lại nữa nè quá đẹp mọi người ơi này mà lên bông số lượng nhiều thì ok ha đó đâu có gần mà cậu kì cái này được cái nét cái là cái cánh nó gỗ gàng nha mọi người À, rồi xin kính chào cô chú anh chị em mình ha mình về mấy người